Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án ăn chia 2.155.000 token ETM. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thực hiện các nhiệm vụ trên biểu mẫu Glamio. Rồi, đầu tiên thì mọi người sẽ đăng nhập vào biểu mẫu Glamio và làm nhiệm vụ đầu tiên là join vào Telegram. Và sau đó sẽ nhập username của Telegram. Rồi mọi người chọn join vào nhóm này. Và sau đó quay trở lại để lấy username, bấm vào ba gạch đây. Sau đó chọn mục setting. Thì username nó nằm ở đây nhé. Mọi người sẽ nhập cái username này vào. Rồi chọn continue. Tiếp theo join tiếp vào nhóm channel. Chọn join này, quay trở lại và nhập username. Rồi nhiệm vụ tiếp theo mọi người follow Twitter, sau đó retweet lại bài đăng. Rồi chọn retweet này. Rồi mọi người kéo lên, chọn tweet lại. Chọn like và retweet này. Sau đó quay trở lại biểu mẫu, bấm chọn continue. Tiếp tục thì mọi người sẽ join vào Facebook. Rồi, ở đây thì mọi người chưa theo dõi thì bấm vào theo dõi nhé. Và sau đó quay trở lại này. Chọn continue. Tiếp theo thì sẽ nhập cái địa chỉ ví BSC, mọi người có thể lấy ở trên trước wallet hoặc MetaMask. Rồi, bấm chọn Smart Chain, sau đó là sao chép địa chỉ ví này và quay trở lại. Dán địa chỉ ví vào. Bấm tiếp tục. Ở dưới cùng này nó yêu cầu mọi người bình luận ở trong nhóm Telegram nhé. Rồi mọi người vào nhóm và bình luận này. Rồi mọi người có thể nhập một câu bình luận bất kỳ nhé. Ok, sau đó sẽ quay trở lại và nhập username của Telegram. Chọn tiếp tục. Rồi, và cuối cùng thì nó sẽ xuất hiện một đường link để chia sẻ. Thì mọi người sao chép cái đường link này đi chia sẻ nhé. Và như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.